Bạn có thể cảm nhận được khả năng dự đoán trong phòng khi bạn đánh phấn một cách có phương pháp vào cái tín hiệu hồ bơi của mình và dựa vào thành bàn. Xếp cú đánh của bạn với quả bóng 8 duy nhất còn sống sót. Bạn kiểm tra sự nhanh nhẹn của con dấu của mình qua lại. Cân nhắc phương án tấn công tốt nhất để đánh chìm quả bóng và mang về nhà vinh quang. Triệu tập sự dũng cảm của một vận động viên nhảy cơ sở. Bạn tấn công bi cái và quan sát khi nó tách ra khỏi mép bàn, ném quả bóng sạch 8 quả vào túi đối diện. Thật không may, nhiều trò chơi bia thông thường và thậm chí cả những trò chơi chuyên nghiệp không kết thúc điều này một cách gọn gàng. Bia có nguồn gốc từ một trò chơi trên bãi cỏ của Anh thế kỷ 15. Là một trận chiến giữa hai đối thủ cũng giống như một trận chiến may rủi, cho dù bạn đang chơi bia 8 bi, bia kiểu Anh hay bất kỳ trò chơi nào khác trong vô số các lần lặp lại hồ bơi. Những người chơi bia xuất sắc không nghĩ mình là nhà toán học. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một vũ khí bí mật toán học giúp bạn chơi tốt hơn và gây ấn tượng với bạn bè? Một giáo sư toán học tại Đại học Bryn Mawr của Pennsylvania có thể có, và nó liên quan đến một thứ gọi là hệ thống động lực học. Nghiên cứu tập trung vào các đặc tính hỗn loạn của các hệ thống động lực học, bao gồm cả những hệ thống được mô hình hóa trên cơ chế chơi bia. Bia phù hợp với một cách phân loại tổng quát hơn trong toán học về các hệ động lực học. Bạn có thể có những cái xác định hoặc hơi ngẫu nhiên hoặc ngẫu nhiên. Nhưng bia là môn xác định mà ở đó có quy luật chuyển động. Trong toán học, hệ thống động lực học là nhánh nghiên cứu tập trung vào các hệ thống được điều khiển bởi một bộ luật cụ thể, nhất quán theo thời gian. Thường thì nó liên quan đến các phương trình vi phân, theo các chuyên gia toán học tại Đại học Arizona. Các nhà toán học tìm cách hiểu các đặc tính hình học của quỹ đạo và hành vi dài hạn của hệ động lực. Tất nhiên, các ứng dụng mở rộng ra ngoài phạm vi. Việc nghiên cứu các hệ thống động lực học cho phép các nhà nghiên cứu mô hình hóa nhiều loại hiện tượng, chẳng hạn như chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta, cách thực vật phát triển và thậm chí cả cách dịch bệnh lây lan qua quần thể. Với suy nghĩ đó, bất kể bạn có thể là một con cá mập hồ bơi đến đâu, vẫn có một cơ sở toán học cơ bản giúp đặt một bàn bia dễ dàng khác với một điều không thể, đó là hình dạng. Hình vuông hoặc hình chữ nhật là một trong những hình dạng đơn giản nhất, là cách mà mọi người sử dụng để chơi bia thực thụ. Có rất nhiều sự đều đặn về những gì sẽ xảy ra, vì vậy đó là một hệ thống động lực học rất đơn giản và dễ hiểu. Đây là cách mà cú đánh bia hình chữ nhật đó diễn ra. Nó sẽ bật ra khỏi cạnh của bàn với một góc bằng với góc mà nó đến và đi ngang qua một hình dạng gần như hình vuông, giữ các đường thẳng song song với nhau. Bàn hình tròn phức tạp hơn một chút, đi ngang qua một hình sao thay vì một hình vuông. Tuy nhiên, quỹ đạo của quả bóng bia có thể dự đoán được từ góc độ toán học. Trong cả hai trường hợp này, thật đơn giản để chúng ta có thể hiểu được điều gì sẽ xảy ra và dự đoán, với một chút trống rỗng, tương lai. Nhưng mọi thứ trở nên phức tạp khi bạn làm phẳng các cạnh của hình tròn đó thành một hình dạng mà các nhà toán học gọi là sân vận động. Về hình học, sân vận động bao gồm một hình chữ nhật với hai hình bán nguyệt ở hai đầu đối diện. Nếu bạn đã từng tham gia một trận đấu bóng đá chuyên nghiệp hoặc trượt băng tại sân khúc côn cầu, bạn sẽ bắt gặp hình dạng của sân vận động. Nó còn được gọi bằng một vài cái tên vui nhộn khác, như Disco Rectangle Oblong và thân xúc xích. Thay vì có một mô hình đẹp có thể lặp lại, nơi chúng ta có thể thấy điều gì sẽ xảy ra, quả bóng sẽ bắt đầu nảy khắp nơi. Đây là một ví dụ về chuyển động hỗn loạn. Các nhà toán học đã phát hiện ra rằng các đường cong lõm, giống như các cạnh của sân vận động, cũng như các đường cong lồi, giống như chu vi của một quả bóng, có thể tạo ra loại hỗn loạn này. Và những hệ thống như vậy chỉ có thể trở nên hỗn loạn hơn khi bạn thêm nhiều yếu tố hoặc chướng ngại vật vào nó. Điều này giải thích tại sao các quả bóng bi đập vào nhau hoạt động hỗn loạn hơn là khi chúng bật ra khỏi tường. Tránh kiểu chuyển động hỗn loạn này khi có thể và để ý đến góc bạn đánh bi cái có thể giúp cải thiện trò chơi của bạn. Nhưng nó sẽ không nhất thiết khiến bạn trở thành chuyên nghiệp trong một sớm một chiều. Có thể những người chơi bia xuất sắc không nghĩ mình là nhà toán học, nhưng họ thực sự đã phát triển một cách suy nghĩ tinh thần về nó mà chúng ta nghĩ là toán học. Nhưng thay vì các công thức, chúng hoạt động trên cơ sở thực hành và trực giác và hình dung. Nếu bạn thực sự muốn gây ấn tượng với bạn bè trong phòng chơi bia của mình, bạn có thể thử xây một bàn bia chống mất mát. Giống như nhiều tuyên bố trên Internet, về cơ bản, giống như một hình tròn có một tâm chính xác, một hình elip có hai tâm hoặc hai tiêu điểm.
Nếu bạn bắn bóng theo bất kỳ hướng nào từ một trong các tiêu điểm, nó sẽ kết thúc ở tiêu điểm khác. Đối với ngữ cảnh, một hình ellipse chỉ là một hình tròn được kéo dài theo một hướng để tạo cho nó một hình bầu dục. Tuy nhiên, không phải tất cả các hình bầu dục đều là hình ellipse. Ý tưởng tuyệt vời trong video là họ đặt lỗ ở một tiêu điểm và họ bắt đầu cảnh quay ở điểm khác. Có rất nhiều nơi bạn có thể bắt đầu tại bàn và những hướng bạn có thể đi mà sẽ không đi vào lỗ đó. Vì vậy, nói rằng bạn sẽ luôn đi vào lỗ là một chút sai lầm nếu bạn không xác định nơi bạn bắt đầu. Nếu bạn có thể hình dung khí hậu phát triển mạnh như một bảng hình tròn có thể dự đoán được, thì mức độ carbon dioxide tăng lên sẽ thay đổi khí hậu sang một hình dạng bảng ít dự đoán hơn và hỗn loạn. Toán học thường có thể trừu tượng và có vẻ xa vời với kinh nghiệm sống của chúng ta. Hy vọng rằng việc hiểu được mối liên hệ giữa bàn bia trong khu phố của bạn và các khái niệm lớn hơn như lũ lụt do biến đổi khí hậu và sóng nhiệt sẽ giúp mọi người đánh giá tốt hơn tình trạng của chúng ta nghiêm trọng như thế nào. Đôi khi một sự thay đổi nhỏ từ vòng tròn đến sân vận động có thể tạo ra một sự thay đổi lớn. Khi đề cập đến thứ mà các nhà toán học gọi là điểm tới hạn hay sự phân đôi, có thể chúng ta đánh bắt quá mức một chút và cá sẽ tuyệt chủng hoặc nhiệt độ tăng lên một chút nữa. Và đột nhiên chúng ta nhận được những hiệu ứng mới này, chẳng hạn như sự tan chảy nhiều hơn của các sông băng sẽ gây ra một sự thay đổi lớn mà chúng ta không thể kiểm soát được nữa. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ trở thành điều mà mọi người trong xã hội hiểu sâu về toán học của Bia. Chia sẻ hữu ích nhé!